Đây là hai mã công đơ 808B và 808 anh chị em mình nhá. Đối với 808B thì là cái dây nó màu xanh này. Còn 808 là màu đen và màu đỏ này. Còn đây là đen hoàn toàn nha. Em sẽ cắm máy hai cái này một lúc luôn để check máy cho anh chị em mình. Đây các bạn nha, đây là mẫu màu đỏ là 808, còn mẫu màu đen hẳn này là 808B đây này. Mình bật từng cái một nha. Đây, máy chạy êm hơn. Còn cái này là máy chạy to hơn. Và hai là phần lưỡi này. Phần lưỡi thì là 808B là lưỡi nó mỏng hơn. Còn cái này 808 này thì lưỡi nó dày hơn. Các bạn so sánh lưỡi chưa ạ? Đấy. Anh em bên em là chuyên phụ liệu tóc cho salon và barber. Cái máy này em sẽ quay chung để so sánh như này. Và sau đấy em sẽ quay cùng máy riêng cho anh chị em mình nha. Máy này nó kêu to hơn xíu. Máy này kêu nhẹ hơn. Mà do công dây ấy, lúc bật thì nó khí quản nó sẽ kêu tách một tiếng.